Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USC. Hôm nay mình giới thiệu với quý vị những cái hoa mà nó mới nở mùa hè ở trong vườn của mình. Tháng 7 là cái tháng mà trong vườn của mình rất là nhiều hoa. Bởi vậy nên là thấy mà có hoa mới là mình quay để chia sẻ với quý vị. Thì đây là hoa mình gọi là cúc hồng. Tiếng Anh của nó gọi là purple cornflower. Purple đúng ra nó là màu tím ha, nhưng mà như quý vị nhìn thấy đây nó nở nó ra màu hồng, không phải nó không có màu tím. Và tuy nó cái giống của nó là cornflower nhưng mà nó cũng có ra màu trắng nữa quý vị. Đây là cái cornflower màu trắng nè, nó có màu hồng, nó có màu trắng, và sau này người ta lai giống rất là nhiều á thì nó có ra màu đỏ, nó có màu cam. Và nếu mình nhớ không lầm thì người ta cũng có gây giống để cho nó ra màu vàng nữa. Còn hoa của mình là mình trồng cái loại này, nó là native, tức là đúng cái giống của nó ở cái khu vực của mình. Nên là cái loại này người ta gọi là purple cornflower. Nó cái nhụy cái hoa này nè quý vị, cái nhụy ở giữa nè, người ta cũng lai giống, người ta làm cho nó có nhiều hình thù khác nhau, nó rất là đẹp luôn á. Người ta làm cho nó thẳng ra, người ta làm cho nó cao lên, và người ta đặt cho nó rất là nhiều cái tên mới. Thì cái này, cái loại này của mình là người ta gọi là original đó quý vị, tức là chính gốc của cái purple cornflower ở khu vực của mình. Thì cái loại mà original này thì nó mọc khỏe hơn, nó rất là khỏe hơn là những cái loại mà người ta gây giống. Thì thưa quý vị, người ta lai giống chứ, thành ra là cái loại này nó chịu hạn tốt, chịu nắng rất là tốt. Và đặc biệt là nếu mà quý vị ở vườn quý vị mà hay bị mấy con nai á, mà nó vào mà nó ăn trái cây hay là ăn những cái cây mà quý vị trồng trong vườn đó, thì chung quanh cái khu đất của quý vị á, quý vị trồng cái loại cornflower này, nếu mà nai mà nó đi vô á, mà cái nó chạm với mấy cái cây này là nó bỏ nó đi à. Là một cái loại, đây là một cái loại cây mà giúp cho vườn quý vị không bị nai phá hoại, là cái loại cornflower này. Và thưa quý vị, cái loại hoa thứ hai mà hôm nay nở rất là rộ ở trong vườn của mình và mình đang muốn giới thiệu quý vị, chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, đó là hoa hosta. Hoa hosta màu tím đang nở rộ trong vườn của mình đây quý vị. Quý vị nhìn thấy đã không? Cái này mà quý vị nào mà thích mà cắm hoa thì chắc là không thể nào đừng được á. Mình cắt một vài nhánh vô ha, màu tím này, xong rồi mình cắt thêm mấy cái hoa, hoa mắc huyền nè, rồi mình có màu vàng. Thường thường màu tím mà hợp với màu vàng là rất là nổi luôn. Đó là hai cái màu đối xứng với nhau trong cái vòng tròn màu đó quý vị, rất là nổi. Quý vị thấy đã không? Bây giờ là nó còn sáng sớm á quý vị, thành ra quý vị chưa có thấy ong á, mấy cái con ong ruồi á là thích cái hoa này lắm, bu vô nó hút mật á. Trời ơi, mình nhìn mình thấy đã, tại vì mình thích hoa màu tím nữa, nên là cái hosta này là mình thích lắm. Cái hosta này nó rất là dễ trồng quý vị thấy, nhưng mà cái kẻ thù của cái loại hoa này là một cái loại sen, sen mà không có vỏ quý vị. Cái loại đó nó thích ăn cái lá hosta này lắm. Thành ra quý vị trồng cái này, quý vị trồng những cái chỗ nào mà đừng có ẩm thấp quá, nếu mà ẩm thấp quá là cái loại sen nó nhiều lắm. Hosta này thì nó không chịu nắng lắm đâu, nên là mình trồng ở những cái chỗ đừng có nắng nhiều, nhưng mà cũng đừng có ẩm thấp quá. Ẩm thấp quá là nó không chịu nổi và nó bị sên ăn, là cái lá nó lỗ hết, là nó không thể nào nó ra hoa được. Đó, chia sẻ với quý vị hoa hosta của mình. Đây mình cũng có một bụi hosta nữa nè quý vị. Trước nó quý vị thấy có một cái cornflower lẻ loi ở đây, nắng bắt đầu ngô rồi đây. Cái loại hosta này, cái bụi này, cái lá nó hơi bạc bạc đó quý vị ha. Ngoài ra rất là nhiều hoa luôn.
hôm nay là nắng chan hòa nữa quý vị. Sáng sớm của ngày cuối tuần, mọi người bắt đầu biết mua cắt cỏ, nó sùm sùm luôn. Cái sinh hoạt rất là vui vẻ thường nhật ở cái khu vực dân cư của mình vào một ngày cuối tuần. Như quý vị thấy, sáng sớm bà con ngủ dậy cà phê từ nọ xong xuôi rồi bắt đầu ra vườn làm vườn dọn vườn. Người Mỹ ở đây họ chịu khó lắm quý vị, cuối tuần dọn dẹp nhà cửa vườn tược. Quý vị thấy là họ bắt đầu cỏ sùm hết. Hoa môn điên của mình nó nở cái đã rồi quý vị, quá sẽ đã luôn. Cái phía này nó chưa có thấy nó tàn. Cái loại môn điên này là loại lên hàng năm, nó rất là dễ trồng. Đây cũng là một cái bụi hốt xà khác của mình nè quý vị. Đó, cái nó nở cái hốt xà mà cái lá màu xanh tuyền bây giờ bao giờ nó cũng nở trước hết, nó là đầu mùa, sau đó rồi nó mới tới cái loại hốt xà mà mình thưa với quý vị là nó có cái lá nó vân vân nè, quý vị thấy nó là nó lên cái đọt đọt á, và nó chưa có nở. Ở đây nó có một cái vài bông và bông nó bắt đầu nó hé nè. Nhưng mà cái loại này thì cái lá nó đẹp nhưng cái hoa lại không đẹp quý vị. Cái hoa nó nở nó không có thì trùng như cái bên cạnh. Cái bên cạnh quý vị thấy cái hoa nó trùng á, nó trùng dài. Cái này thì nó lại nó hoa nó riêu thưa hơn, nó đẹp cái lá nhưng lại không đẹp cái hoa. Bên này mình có hai cái bụi Corobel giờ nó cũng ra nụ thôi, chỉ có mình chưa nở hoa. Hoa của nó thì đi màu trắng. Dân điền cúc trắng khắp mọi nơi hết. Như đã thương quý vị, nó dễ trồng lắm mà. Thành ra là quý vị là cứ thích chỗ nào là cứ cắt hoa cũ dập vào đó là nó lên. Mà nó lên rồi thì nó cứ lên hàng năm, nên là nó cứ ở đó thôi. Nó cao, quý vị thấy nó cao không? Để ăn hốt xà này thì mọc thấp ở dưới rồi thôi. Lá rất là đẹp. Cái này mình trồng thì mình thích nhìn cái lá rồi, chứ hoa không có đẹp. Cái hốt xà này ở đây mình cũng có một cái loại xà khác, cái loại này còn bây giờ còn chưa có ra hoa rồi quý vị. Cái loại này tới trễ mùa hè nó mới ra hoa. Ở đây mình muốn trồng một cái Corobel cái nó nè. Ở đây là mình đi tới cái cạnh của góc vườn của mình rồi đó. Cẩm thú cầu xanh trắng Annabella của mình bây giờ là hoa nó nở hết rồi quý vị. Đó, đây xem cái bụi cẩm thú cầu. Nó cũng còn một cái bông còn mới lên, cái này là nó mới lên lắm luôn, còn xanh. Còn lại cái các khác đã nở hết rồi. Mình thấy cẩm thú cầu nở thấy thích không? Trắng một vườn luôn. Một cái loại bông nữa mà trong mới nở, bắt đầu nở trong vườn nhà mình, đó là hoa bong bóng này quý vị. Balloon là bong bóng, balloon flower. Đây là hoa bông trang bong bóng. Nó khi mà nó nụ là nó ra những cái nụ như vậy này quý vị. Nó bong bóng vậy rồi cái nó to từ từ lên. Khi mà nó sắp nở thì nó ra lớn như thế này này quý vị. Như cái này, hoa này là chỉ khoảng vài tiếng nữa. Cái nụ này là vài tiếng rồi nó sẽ bung ra nè. Mình thích nhất là những giọt sương vẫn còn đọng ở trên cái nụ này quý vị. Đó. Và một lát nữa khi mà nắng lên á, nó nóng rồi nó sẽ bung ra. Đó, quý vị thấy cái hoa nè, cái nụ nè, thấy thích không? Thì đây là cái hoa mà sẽ nở trong vài ngày tới trong vườn của mình. Đó là hoa bong bóng. Bong bóng ở đây mình có hai gốc, một gốc là ở đây và một gốc là ở phía sau này, một gốc nữa nó ở đây nè quý vị.
Đó, gốc nó ở đây nè. Màu tím mà có nhiều người họ gọi là màu xanh. Cái khóm này của mình nó hơi bị thấp nữa, quý vị biết là tại hôm trước nó bị con thỏ ăn á, thành ra nó bị thấp hẳn xuống luôn, nó bị thỏ ăn, thỏ nó vô với nó, quý vị thấy một bụi mà tự nhiên phía sau thì cao ha, mà phía trước thì thấp tủn xuống, vậy là bị thỏ ăn nữa quý vị, thỏ nó ăn nó quạt thẳng luôn, thành ra bây giờ nó mới lên lại là hoa bong bóng balloon flower. Mình đang quay hoa, chia sẻ với quý vị về hoa. Nhưng mà đi ngang qua cái vườn cây trái của mình, thấy cái cây này là cái cây zucchini. Việt Nam mình là cây gọi là cây mướp ngùi thì phải, nếu mình nhớ không lầm. Đang ra hoa màu vàng, đẹp quá trời, mình cũng quay chia sẻ với quý vị. Cây mướp ngùi, tiếng Việt Nam của mình, tại vì cái cây này đi ở ngoại quốc nó trồng, chứ cái xứ mình không có loại mướp này. Mướp nó mọc ngay cái gốc đó quý vị, một cây và tha hồ ăn, nó ra nhiều quả lắm. Vườn của mình trồng đây cà chua, cái loại này cherry tomato, là cái loại mà cà chua nó ra một dây quý vị, dây nó ra quả. Ở đây mình trồng hai loại, một loại là ra quả màu đỏ và một loại ra quả màu vàng. Đây là cái chùm của nó bắt đầu nó ra nè quý vị. Đây. Đó. Nó mới ra, nó còn nhỏ lắm. Đó, nó ra một chùm như vậy đó. Loại màu vàng, một loại màu đỏ. Ngọt, ngọt hơn là cái loại mà cà chua mà quả quả mà trồng từng quả. Ở đây mình cũng có loại trồng có loại cà chua từng quả nữa quý vị. Đây, cà chua này thì mình dùng để nấu, nó gọi là cái gì ta, Roma tomato thì phải. Thì cái loại này là mình dùng để nấu súp hay là nấu bún riêu quý vị thì nó ngon. Rồi mình có một trồng cái loại nữa, nó gọi là beef tomato, để mình ăn sống, cái loại mà nó tròn tròn á, nó juicy. Thì cái loại này cái cây nó lớn như vậy nè, mà nó chưa có ra hoa, nó như đang ra hoa chưa có ra quả. Đây, đây quý vị, đây là beef tomato của mình, nó bắt đầu ra quả nè. Cái loại này nó ra cái quả nó lớn như là cái bàn tay mình luôn á quý vị, và nó rất là juicy, dùng để ăn sống. Cái quả nó tròn. Còn cái loại mà Roma tomato như quý vị thấy ở phía sau của mình đó, thì nó ra cái quả nó hơi dài dài á, thì cái loại đó là mình thường thường mình để nấu bún riêu hay là nấu canh chua, mình dùng cái loại đó. Ở đây nó cũng bắt đầu nó có quả rồi nè, cái beef tomato của mình nó bắt đầu nó có quả rồi. Ở đây là ruộng rau má của mình gọi chữ ruộng nghe nó khủng khiếp. Thực ra nó có một cái miếng nhỏ nhỏ vậy quý vị ơi, mà hồi trước ở xứ mình á, mình không biết trồng á, mình sợ nó chết á, tại mùa đông nó xuống tới chừng 20-30 độ F luôn mà. Nhưng mà bây giờ mình biết cách trồng rồi thì nó vẫn lên hàng năm, nó bắt đầu nó lên rồi quý vị. Và bữa nữa là mình có rau má, uống nước rau má, nấu canh rau má, đủ thứ rau má hết, rất là thích luôn. Và đây là cái dàn bầu dí mướp khổ qua của mình. Coi như ngày xưa Việt Nam mình chỉ nói là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống như chung một dàn của mình, đây không những là bầu bí mà cả mướp đắng, khổ qua quý vị, mình cũng cho lên đây luôn. Tại nhà mình đất ít, chỉ có một cái dàn thôi, mọi thứ leo chung một dàn hết. Thành ra không chỉ là bầu ơi thương lấy bí cùng mà cả khổ qua. Đây khổ qua quý vị, thương nhau cùng có một vàng leo lên. Chủ nhà chỉ có một vàng thôi, chia nhau. Thì đây là cái vàng bầu bí và khổ qua của mình. Quý vị thấy mùa này mấy quý vị khác ở dưới mấy cái tiểu bang phía nam của Mỹ đó, giờ này đã có thể gặt hái bầu bí mướp ăn rồi.
Trong khi ở cái khu vực của mình đây thì quý vị, cái dây dây bầu của mình nè, cái dây mà bự to mà quý vị thấy đây là dây bầu nè, dây bầu nè đó, dây này là dây bầu là lớn nhất luôn á, là nó mới lên tới đây thôi quý vị, chưa có lên tới cái vòm ở trên của cái giàn của mình luôn đó. Quý vị thấy là dây bầu của mình đó. Thành ra ở khu vực của mình á, do thời tiết là mấy năm trở lại đây là mình mới trồng được bầu bí với mướp á, chứ còn mấy năm về trước là không có trồng được, tại vì cái thời gian nó quá ngắn, nó không kịp. Mà năm mấy năm nay trở lại là mình bắt đầu trồng bí bầu bí mướp được rồi, cũng có ăn nhưng mà không có được nhiều như là quý vị mà ở dưới mấy cái tiểu bang phía nam á, thì nó ấm sớm á, nên là trồng bây giờ là có ăn rồi, tháng 7 là có ăn rồi. Mình phải khoảng tháng 8 qua tháng 9 mới có ăn. Mà ở khu vực mình nó tháng 9 là bắt đầu lặn rồi quý vị. Cái cuối tháng 9 là mùa thu rồi, là cây cối nó lặn chết trơn. Đó, còn đây là cái khu vực nhỏ của mình để mình trồng rau thơm, hành, sả lẫn cả cây hoa vào đây. Đó, đây quý vị thấy rau thơm của mình. Trồng có một chỗ nhỏ vậy thôi mà ăn không hết luôn. Còn phía sau quý vị thấy cái nhỏ 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 ở phía bên tay tay trái màn hình của vị, với bên đó mình gieo ngò gai quý vị, mình gieo hạt ngò gai nó lên nhỏ 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 vậy đó. Hoa của mình nó lấn vô rau rau thơm. Cái này là húng cây, mình cũng trồng tùm lum á, dắp cá húng cây rồi rau dăm. Việc mình ăn này có gia vị như vậy mới ngon. Thôi thưa quý vị, hôm nay đi vòng vòng trong vườn nhà, chia sẻ với quý vị những cái hoa mới trong vườn của mình ngày hôm nay. Mình bây giờ thì mình lại tiếp tục công việc làm vườn tiếp, săn sóc những cái hoa trong vườn để nó luôn tươi tốt và ra những cái hoa mới để chia sẻ với quý vị một cái niềm vui của mình. Mình xin phép quý vị mình dừng cái video này ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong cái video mới. Xin chào quý vị.